Chúng ta xin bắt đầu.
chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Việt, xin quý vị cho Pháp Hòa 10 phút Pháp Hòa nói tiếng Anh với các em, các bạn trẻ tối nay rất là đông, từ trong chính điện ngồi ở phía ngoài kia. So brothers and sisters, friends, before I speak in Vietnamese, I would like to share with you briefly something related to our practice in English. Cái vùng là nó có đủ lớn. Dạ, anh bỏ qua, cho to to xíu. Coi chút. Dạ, mới chỉnh. Good evening, my dear brothers, sisters, friends. Today is Saturday, October the 1st, 2016. We have an opportunity to meet each other at the Quang Minh Buddhist Temple in Chicago. This is my first time that I officially give a talk in this temple. Actually, I visited this temple last year, also around this time, but in a very short minute. And I promised the abbot that I will come back to have some Buddhist activity. I met the abbot in India, and I think 2008, when I was in India, he also was there, so we met. And he told me that you're supposed to come to Chicago once. And since that day, I promised him, but today is the day that I repay what I owe from him. My dear brothers and sisters, I very much appreciate your presence this evening. Even though you are not understanding me much, but you try your best to sit here to make your mom or your dad happy. More than that, you make me happy. One night, the key, you know, the key and the lock, the key wake up the knock, the locker, the lock, and complain. You are very lucky. You stay home. I have to stay home and look after the doors for the owner. And you are the key. You follow them all day long. Wherever they travel, you travel with them. And myself, I have to stay back and look after the door. The key answer. How do you know that I am enjoying? I have to stay in the pocket. Sometimes I have to smell all the bathroom. And do you know that you stay home, you're so free, you can enjoy the weather, you stay home and you enjoy, but I have to work all day with them. Sometimes they pull me out, sometimes they put me back, and sometimes I'm so tired that they carry me everywhere, and sometimes they don't need me anymore, they just throw me away. And how do you know as a key I'm more happy than you, locker? So one day they disagree, that night they disagree with each other because the key told the lock that the lock is much luckier than the key. And the key said, you are luckier than me. So they both disagree with each other. One day, the key made the decision that he want to hire himself. So the owner will not bring him anywhere anymore. The owner looking for the key for the whole day to open the door. Finally, he could not find it. So he's so angry. And guess what? What does the owner will do with the lock? Break the lock. They will use the hammer to break the lock. So because he could not find his key, so he used the hammer, break the lock. After he broke the lock, he sure that he can get into the house, but the lock is no more
can be used. So what he did, throw the log in the garbage. When he got home, he got into his room, suddenly he found the key. He's so upset. You are here, but I'm looking for you for the whole day. Now I broke my log. You are no longer can be used. What he would do with the key? Throw the key also into the basket. So now the locker and the key will meet in the garbage bin. So when they so sad to each other and they were talk with each other, my dear key, I did not know that we related. If without you, and this is who am I have lot of wounds, I have lot of a broken heart because the old one broke me and threw me in the garbage. So I learn a lesson. We are intervening. We need to help each other because without a key, the lock cannot be used. Without a lock, the key is also useless. So the story here is, do you learn from the story? Yes. Yeah. So make sure, if you are brothers and sisters, do not complain each other. Because you are the key, some of you will be the lock. As the parents love, they love you equally. Just because depends on what you need, they will give you what you need, but doesn't mean that they give that person more than they give it to you. For example, your parents also love me too. They love Thai the same as they love you. But they will give me something that I will need as a monk. They don't have to give me a comb. Because they know that I have no hair. But they were willing to give you a comb because you still need a comb to comb your hair. You see that? They both giving. But they will give something that I actually need. And they will give you something that you actually need. But I cannot complain, why you don't give me a comb? I don't use it. But I will never complain why they have to give you a comb, because you have hair. You know why we shave our head? To save shampoo. So if you want to save shampoo and simple life, shave like me. You don't have to worry about your hair. And last night, I have learned that in this city, we call Windy City. And sometimes you go out, you don't dare to comb your hair because you know that the wind will blow your hair everywhere. So there is time that you live simple. So when it's windy, don't complain. Tell yourself, it's a pleasure day, no combing. I don't have to comb my hair. I don't have to worry about my hair because the wind will take care. So what is the practice here? See things simple. When you can simple things out, you make yourself feel happy, pleased, and pleasure. If you complain this is a windy city, then all the day you walk in the wind, you complain and you're not happy. But if you say that, I'm lucky, today I don't have to take care for my hair because the wind will take care. You make your day beautiful. You make your day. So no one will insert happiness into you and no one can take unhappiness out of you. You have to be the one who does that. And how to do that? Just see things, look at things, simple. Here, this is the stick to invite the bell. But this one is too thick.
If I want to sound it, that doesn't sound loud enough compared to your noise. So what I will do is I will turn this around and make it better. You see that? Life is like this. Whether you turn it down or whether you turn it up. Have you ever watched Tai Yu Bi? Journey to the West. Do you remember there was a monkey in the movie? Yes. And the monkey have a metal stick. He can adjust the stick any way. He can put on his hand and say smaller. And the stick come close, smaller, smaller, smaller. He can adjust the stick to the smallest size. He put in his ear. And when he need to use it, he just take it out and put on his hand larger, bigger, the stick extend. What does that mean? If you have the art of living, you can make your life adjust like a metal stick. You can make it short, you can make it long, you can make it any size you want. Sometimes the monkey take out some hair from his body, he blow, the house appear, a person appear. What does that mean? If you have the art of living, anything can turn out as a symbol of living. If you have the art of living, you don't have to inform. I only can invite the bell by this side, this way only. I can turn it around. Even this is the handle. This is not the purpose to do this. But if I know that there is a time that I cannot make the sound loud enough, then I can turn this around and make it louder. Do you learn from that? Yes. That is Buddhism. Mm. Why this temple named Wangmen? Wang is the light of the sun. Men is the light of the moon. So no matter day or night, your heart, your mind will shine beautifully like that. At night, you still can enjoy. Daytime, you still can enjoy. So when you come to Wangmen Temple, make sure you understand the meaning of it. Less complain, more accept. If you have more accept, you make your day better. If you more complain, you still live with that day, but the day of anger, the day of suffer and painful. So we only have 24 hours a day. So the point here is, do you know how to use your time? If you hate this day, you still cannot make it shorter. If you love this day, you still cannot make it longer. You only have 24 hours to live. And the practice here, the practice Buddhism is, you can adjust your day, your time, and yourself so you can fit, you can adapt any situation. On a normal day when you come here, plenty of spaces. You can lie and you can roll anywhere. But today, a little bit more people. Squeeze yourself a little bit so you can share. Learn not to be jealous. Because jealousy, one of the negative mind that we should not have in our mind. Never jealous. Because once you don't have it, when you're jealous, you don't look nice. So you already don't have that already. But you also don't have the pleasure. You don't have the smile at all. So the practice here is, whatever you see people have it, be happy. Happy for them. And when you share the happiness with them, they will come back to you and share with you. Do you remember when somebody is your friend not happy? What did you come and say? Something I can share with you? When you know your friend is not happy, when you know that in the difficult moments, you will come to them and you tell them,
brother, sister, can I share with you something? So you're willing to sit there and share. Then why don't we learn that to share anything we have? Share the space, share the practice, share your knowledge. If you have a dollar, I give it to you a dollar. You have another dollar, you give me back. We both forever, just $1 back and forth. But if I have a knowledge, I give it to you. You have a knowledge, you give it to me. We both increase two knowledges. Is that benefit? And what is that? Buddhism. You can meet Buddhism anywhere. So I hope that you keep in mind the story about the key and the lock. Okay? So if you hiding yourself as a key, the lock, you think if without you, the lock will be die. But don't forget, without the lock, you also in the garbage. Thank you so much for your những này hiểu tiếng Anh đó là mình hồi hướng được để ăn bánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thượng tọa trụ trì Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2016, cũng là ngày 1 tháng 9 năm Bính Thân. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Quang Minh thuộc thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc nguyện an lành. Mong tất cả quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an và mỗi ngày thêm tinh tấn trên con đường tu học của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở trong giáo lý của Phật học đó, chúng ta có 10 cái căn bản phiền não. Căn bản tức là cái basic mà nó làm cho chúng ta luôn luôn khó chịu. Trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Cái mà nó, cái gốc nó làm cho chúng ta phiền não, chúng ta gọi là căn bản. Còn những cái phụ thuộc, chúng ta gọi là cái tùy. Cái tùy có nghĩa là cái mà đi theo. Thì trong đó cũng có 10 cái. Chẳng hạn như là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Ví dụ Pháp Hòa tham là căn bản, là gốc. Nhưng mà nếu Pháp Hòa tham không được thì Pháp Hòa sẽ khởi lên cái tâm giận. Cho nên cái phẫn, phẫn là nỗi giận ấy. Không? Nó đi theo cái tham của mình. Rồi nếu như mà mình biết được cái người nào mà mua được cái món đó hay là đoạt được cái món đó trước khi mình thì mình không có giận ra mặt, nhưng mà mình để trong lòng gọi là hận. Nhưng mà rồi người ta gặp mình á, người ta hỏi chị hay anh mua cái đó không được, anh có buồn không? Cái mình giấu, mình nói đâu có gì đâu buồn, tôi mừng cho anh. Nhưng mình nói một cái câu nó sao chị mua chưa, cái đó gọi là phú. Phú là mình che. Cho nên cái gốc mà nó lôi mình á là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn cái mà nó đi theo gọi là cái tùy. Thì trong đó có phẫn, hận, phú, não. Rồi cái gì nữa? Tật. Chữ tật là gì? Là tật đố, là ganh tị. Sang là gì? Là keo kiết, bỏng sẻn. Khi cuốn xỉm tức là những cái dối và định. Thí dụ như mình tức lắm, người ta không được, nhưng mà tại vì cái thế người ta hơn khi mình nói theo. Cho nên những cái đó gọi là gì? Những cái tùy phiền não.
Thì trong đó cái một trong một trong những cái tùy mà nó làm cho mình khổ mà tạo nghiệp đó là tật đố. Tật đố mà theo tiếng Việt Nam mình thường gọi là ganh tị. Mà thưa đại chúng là khi mà từ đâu mà chúng ta có ganh tị? Tại cái gì mà chúng ta không bằng lòng, nó không có trở về mình, thà là nó mất hẳn thì đừng có được hết. Còn người được mà kẻ có, rồi mình không là thế nào cũng sao, cũng ganh tị. Ở đời người ta ganh tị theo đời rồi, thế này chúng mình tu mình có ganh tị theo tu không? Nói thiệt đi, phải nói cho mạnh là có. Thầy đi Ấn Độ về mà ai này cũng phát lá bồ đề, mà tới phiên mình cái mình không có cái sao buồn. À, buồn. Mình ta hỏi chị có buồn, làm gì buồn? Nó có rồi. Vân vân. Cho nên thưa đại chúng, người ta ở ngoài đời người ta xô ra, người ta xô ra bằng cái hành động, bằng cái ánh mắt, bằng cái trề môi. Những cái cử chỉ đó mình nhìn mình cũng biết người ta có một chút gì đó ta không hài lòng, mà chúng ta tạm thời gọi là cái ganh tị. Thật sự nó không có, thưa đại chúng, nó không có tội lỗi gì hết. Mình tu để làm gì? Để mình nhận ra mình là một con người hoàn toàn đúng là con người. Mà đã là con người là phải có tham sân si mạng nghi, là con người thì có phẫn hận phú não tật, kêu nó là chuyện bình thường. Nhưng có cái khác à. Cái người tu chúng ta là biết cái đó, nó khác ở cái chỗ là chúng ta biết nó để chúng ta chỉnh nó, mà đừng để nó làm chủ mình rồi mình sẽ tạo tội tạo nghiệp. Chứ còn nguyên thủy cái ganh tị là không có tội, nhưng mình đi theo cái lòng ganh tị đó mình nói bậy, mình làm bậy, đi tuyên truyền sai đó, mình đi tùy theo nó để mình làm cái tội, chứ nó khởi lên là chuyện thường, phải không? Có một người tới nói với một vị hòa thượng, nếu hòa thượng tu thì hòa thượng làm cái gì? Nói tôi làm con người. Ủa chứ anh muốn tôi làm gì? Ông đã tu cái nữa tôi thành cỏ cây, không biết gì hết trơn rồi. Biết hết. Nhưng mà cái đặc biệt của cái người tu và cái người không tu ở cái chỗ là người không tu là để cho cái ganh tị nó lôi mình đi, rồi bắt đầu mình tạo ra những câu chuyện nó không có đúng. Và thậm chí chúng ta gì? Nói lại, chúng ta theo dệt để câu chuyện nó khác đi, để chúng ta có một chút gì chúng ta thỏa mãn cái sự ganh tị của mình. Ở trong kinh nó có đưa một câu chuyện hay lắm. Câu chuyện đưa như thế này: cái người tu mà kiểm soát tâm ý cũng giống như là cái hơi thở thổi cái kèn. Nếu mình dừng thổi một cái thì kèn không có ra tiếng. Quý vị có thấy mấy người ta thổi kèn không? Trời ơi, người ta phùng mang trở mắt, người ta thổi. Nhiều khi đứng chỗ thổi đâu có nổi đâu, phải nghiêng tới nghiêng lui để cho hơi cám lách lách vô. Tại vì sao? Tại vì mình muốn cái hơi mình nó thổi cho đủ, để cho cái tiếng kèn nó thổi đủ cái bản hát đó. Trời, nhiều khi mình thấy họ thổi mình đứt hơi ngoài này. Không biết quý vị đã thấy hình ảnh. Thì Đức Phật nói cái người tu á, thật ra là Na Tiên Tỳ Kheo nói chứ không phải là ngày Na Tiên ngày mới nói. Cái người tu của mình giống kiểm soát tâm ý giống như là mình thổi cái kèn. Thế mà mình dừng thở là kèn tắt đi. Không có, mình đừng có tuyên bố vội. Trời ơi, tôi giờ khỏe lắm chị ơi. Chửi tôi cũng nín. Tôi giờ khỏe lắm, tôi không còn tháng gì trơn. Vậy mà lên nghe pháp mà ngồi không cần thầy chị nhích qua cho tôi ngồi. Cái này cứ cái đó không có tội, hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Nhưng những lúc như vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại tâm mình.
Phong và ví dụ mình thọ Bồ Tát giới, mà cái điều kiện thọ Bồ Tát giới là gì? Là phải có lòng từ bi, phải có tâm Bồ Đề, phải thương chúng sanh, thay chúng sanh mà chịu khổ. Đằng này mình mới lấy cái tô ra định ăn bún à. Không biết ai tới xớt cái tô đi trước. Bộ tôi lấy ra cho mấy bà xài. Như vậy thì mình biết không tội gì hết. Nhưng khi mình vừa nói cái câu đó thì tự nhiên mình giật mình, mình nói trời ơi, mình Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là lẽ ra phải cầm nguyên chồng tô. Ai mua tô tôi bán tô cho. Mình mới vừa đem cái đó ra mà người ta lấy, lẽ ra mình đi ra thấy cái tô mất rồi thì hỏi nếu nhẹ nhẹ nhàng, ủa tôi mới để cái tô ở đây có ai thấy không? Thì cái chị kia chỉ nói dạ em tưởng chị để cho em lấy rồi. Thôi vô Phật không sao, chị cứ lấy, tôi lấy cái khác. Bồ Tát rồi. Không có Bồ Tát nào mà nói ủa tôi lấy ra cho mấy bà xài. Thế thì cái câu mà chúng ta thường tụng á, trong chùa giáng đầy giấy luôn, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nó không phụng sự Phật chứ không phụng sự nó hả? Tôi vô đây tôi công bả mấy thầy chứ tôi công bả mấy bà. Cho nên mình muốn thọ Bồ Tát giới, thọ dễ lắm. Lên cái đàn truyền giới là thọ Bồ Tát giới liền thôi. Nhưng phải nắm cho được cái then chốt của Bồ Tát. Then chốt của Bồ Tát là một, phải có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm giác ngộ. Thấy chúng sanh khổ chịu không nổi, chứ không phải cho nó chết. Thấy chúng sanh chịu không nổi, vì thấy chúng sanh khổ chịu không nổi cho nên lòng từ bi rộng lớn và sẵn sàng lăn xả đổ cho người. Bồ Tát là mình lỡ có cái chỗ ngồi mà thấy người ta mệt mỏi, mà đứng trong cái chỗ đứng dậy nhường cho ta liền. Chứ không phải nói chị đứng lên, em Bồ Tát cho mình. Chị là ngũ giới xuống dưới. Cái đó thì không có tội nha, có bao nhiêu tội đó. Nhưng mà nếu chúng ta thật tâm muốn tu sửa đời tu của mình, muốn thực hiện cái lý tưởng Bồ Tát của mình, thì phải nhìn những cái đó để mình chỉnh sửa. Lỡ khởi tâm tham cũng không có tội là. Nhưng mà đừng để cái tham nó lôi mình mà tham quá đáng mình thôi. Chứ thật sự thưa các bà, chỉ muốn xác định ở đây là mình tu Phật để cho chúng ta có một cái nhìn rõ tất cả những tâm hành hiện khởi của mình, để chúng ta chỉnh sửa, để chúng ta làm cái nghĩa của chữ tu nó rõ ràng, để người ta không có cười mình thôi, chứ không có gì hết. Cho dù mình có khởi tham, cho dù mình có nổi giận, ta nói trời sao bà tu bà giận dữ vậy. Tôi mới tu mà. Tôi mới tu. Mà nếu mà lỡ mà mình đi về mình nổi cơn lên, ông nói bà mới đi chùa sao bà dữ dữ vậy. Đó, nãy giờ trọng tôi hiền. Đó, tôi hiền mình nửa ngày. Mình tu, thưa đại chúng, mình tu cũng giống như ăn bánh vậy. Mình tu cũng giống ăn bánh vậy đó. Ăn một cái thì mình no một cái, ăn hai cái thì mình no hai cái, ăn ba cái thì mình no ba cái, mà không ăn thì không có no. Chuyện nó vậy thôi, Phật giáo nó vậy đó, nó không có gì quyền hoặc hết. Không có phải mà lại Phật cho nhiều thiệt là nhiều Phật ơi, sao uống sao mê sao lạnh sao đổ cho con. Cái réo mà Phật ơi, quan tâm Bồ Tát ơi, cô thương Ngài lắm, Ngài thương con chút đi, Ngài hộ cho con. Quả quá 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 quà. Nhưng mà thưa đại chúng là mình cầu để cứ cầu, mình nguyện là cứ nguyện. Nhưng mình phải thực hiện những cái gì mình cầu và mình nguyện. Mình tụng kinh á, không hề vô ích. Nhưng mà nếu người ta sẽ nói mình là tụng kinh vô ích là bởi vì mình tụng mà mình không có nhớ gì trong kinh nói. Mình không nhớ gì trong kinh nói, mình không hành cái gì trong kinh nói, thì người ta sẽ nói mình
là tụng cho nhiều, tụng như con ve mà tụng hành tụng chi. Bởi vì rõ ràng là kháng kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là mình đọc kinh của Phật để rõ cái đường đi, cái lý lẽ Phật chỉ. Tại sao các ngài phải công xương tu để mà rồi tìm ra được những cái tật của chúng sanh, rồi chỉ cho chúng sanh cái tật, rồi chỉ cho chúng sanh cách chữa tật, mà mình đem công thức về mình để không? Giống như ta nói đau bụng uống nhân sâm, đóng chỗ lại. Cái người nào đau bụng uống sâm, đau bụng uống sâm, người ta chết ngắt hết trơn. Tại sao thầy biểu tôi đau bụng uống sâm? Thì tôi đọc trong sách nói vậy mà. Tới hồi dở ra đau bụng uống sâm, lỡ qua trang kia thì chết. Hai cái chữ thì chết là mấy cái sao? Đau bụng uống nhân sâm, tú tập lại biểu ai đau bụng uống sâm. Mình không có nên buồn một bác sĩ nếu bác sĩ thật sự chỉ cho mình cái bệnh. Mà rõ ràng là mình đi bác sĩ là muốn bác sĩ nói cho mình bệnh gì để mình biết mình chữa. Thì các thầy ta giảng, ta nói cho mình nghe những cái gì mà chúng ta vấp phải, chúng ta không có buồn thầy, mà chúng ta phải biết rằng cảm ơn là tại vì đã nói cho mình. Lâu lâu phải có người nhắc mình để mình thấy được cái bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục là gì? Mặt mũi xưa nay của mình. Nhưng mà thường thường cái câu đó người ta nói có cái tính cách tốt, là mặt mũi xưa nay mình vốn thanh tịnh, chứ không phải là lem luốc. Nhưng mà bởi vì mình quên cái đó đi. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói ở chùa Phổ Hiền, trong kinh Hoa Nghiêm có một câu: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, ư bất năng chứng đắc. Tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một Đức Phật, nhưng mà khổ thay chúng ta đã lầm nhận, vọng tưởng và chấp trước làm lẽ sống của mình, cho nên cuối cùng mình không chứng được cái gì hết. Mà vọng tưởng là chấp trước là then chốt để cho chúng ta sanh ra các chướng ngại trên đường tu. Thì tập đố cũng vậy, ganh tị là một cái tâm hành không có lành, mà nó đi theo những cái gì mà chúng ta hiện khởi. Thường thường ngoài đời ta ganh gì? Ta ganh tên tuổi, mà nhiều người có tuổi mà không có tên. Ca sĩ thì có tên có tuổi, còn với em là có tuổi mà không có tên. Đó. Rồi người ta ganh cái gì? Ganh cái tên tuổi, ganh tiền bạc, ganh địa vị. Ngài Động Sơn có một hôm, ngài trước khi mất, ngài ngồi giữa đại chúng đệ tử, ngài nói: tôi có một cái danh, có ai vì tôi mà dẹp cái danh đó không? Chúng im lặng hết. Thì có một người đệ tử nhảy ra: dạ bạch thầy, cho con xin. Ông thầy nói: tôi hết danh rồi. Tại sao ngài nói như vậy? Bởi vì ngài mới nói rằng tôi có một cái danh, mà chính ngài cũng tuyên bố rằng cái danh mà tôi là thiền sư, tôi là hòa thượng gì đó, nó hoàn toàn nó hư ảo. Bây giờ tôi sắp chết rồi, có ai vì tôi mà giặt cái danh đó không? Người đệ tử chạy ra thay vì nói: dạ con sẵn sàng vì thầy đập một cái cho nó rớt. Nhưng mà người đệ tử không nói như vậy, mà nói: dạ thưa thầy, cho con xin. Đó là cái thâm ý giữa thầy và trò. Thưa đại chúng, có cái danh vốn nó đã huyễn, nó không thật, thì có ai cho ai được không? Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mời quý vị đứng lên chủ lễ, Pháp Hòa nói đây là trụ trì của chùa Quang Minh, tụng kinh rất giỏi, đưa cái cầm cái máy, mình nói nguyện đem lòng thành phố. Ta nguyện đem lòng thành kính. Mình nhiều khi mình có cái danh, nhưng mà thật mình không có tài, thì cho mình danh bao nhiêu cũng là hư ảo. Cho nên ngài mới nói: có ai vì tôi mà dẹp cái danh không?
Người đệ tử bước ra: dạ thưa thầy, cho con xin. Làm sao xin được cái danh nếu con không phải là thiền sư thứ thiệt? Mà cho dù con là thứ thiệt thiền sư, mà người ta gọi thiền sư cũng là hư huyễn, có cái gì đâu mà xin. Cho nên người thầy muốn thử trong nhóm đệ tử ai đã thấu được cái tâm can đó. Nhà Phật gọi cái đó là truyền tâm ấn. Lấy cái tâm của thầy ấn vô cái tâm của trò mà không hề có một cái gì gọi là đặc biệt đó. Phong Hòa ví dụ như đó, mình dạy con mình ở nhà từ nhỏ tới lớn, hễ có khách mà con chạy rần rần mà mẹ chỉ cần nhìn con là con biết mẹ không đồng ý nha. Con nhớ con lên lầu con im lặng cho mẹ. Lần sau khách tới nhà nó chạy rần rần, mẹ chỉ cần nhìn nó một cái thôi là nó làm sao? Nó hiểu ý rồi, cái đó là truyền tâm ấn. Khách không biết gì hết, nhưng mà giữa mẹ và con tâm ấn truyền với nhau. Quý vị thấy được điểm đó không? Cho nên tại sao cặp mắt của Tổ Đạt Ma lúc nào nó cũng dữ hơn? Vì cặp mắt đó là cặp mắt trừng mình, để cho mình rời những vọng tưởng, đừng có sân khởi những cái vọng tưởng. Cho nên thưa đại chúng là hễ còn vọng tưởng là còn, hễ vọng tưởng là tức, vọng tưởng là gì? Là những suy nghĩ sai lầm. Mà những suy nghĩ sai lầm nó sẽ ngăn che trí tuệ. Còn vọng tưởng chấp trước thì sẽ làm tham sân si sân khởi. Mà tham sân si, thí dụ bây giờ Pháp Hòa chắc, Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa nói trời ơi, chùa nào thỉnh mời giảng sư cũng chuông trống rình rang, ở đây sẽ đi luôn, chắc cái đó chết. Không có chấp cái đó. Mà cho dù có cái đó cũng phải sợ, không phải. Người tu là càng đơn giản càng tốt. Mà nếu mình dính cho nó bắt đầu buồn, buồn là sân. Rồi mà hãy sân nghe, nó ngăn che. Mục đích hôm nay mình lên đây là ngồi nói chuyện Phật Pháp, chứ không phải để được người ta mời thỉnh. Mà vì cái chuyện mời thỉnh cái long trọng mà mình quên cái chuyện quan trọng mình phải làm, cái nó ngăn che. Lên ngồi biết nói gì hết, túi phun ai nhau, how are you? Còn nếu không là mùa mưa lần này buồn lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ước ác hơn mưa lần này, mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước, cứ hát hai mùa mưa. Cho nên nhiều khi á, cái mà phiền não chấp trước nó khởi lên từ những cái chỗ đó, và nó ngăn che mình và làm chướng ngại mình, từ đó một cái gọi là nghiệp chướng nó sanh. Có nhiều khi mình ganh cái địa vị, ganh cái tiền bạc, ganh đủ thứ, mà thậm chí mình là Phật tử với nhau mình cũng không thoát được cái đó. Mà chính mình không thoát được cái đó cho nên nó có biên giới. Biên giới giữa đạo tràng này, đạo tràng kia, biên giới giữa pháp môn này, pháp môn nọ, mà lẽ ra chúng ta không nên có cái đó. Mà không nên có cái đó thì tâm của chúng ta mới thảnh thơi, mới rỗng rang, chúng ta tu được. Còn vướng một chút thì chúng ta không thể làm cái gì hết. Pháp Hòa ví dụ, cái người tụng kinh niệm Phật, cái người mà chuyên môn ngồi niệm Phật, rồi anh thấy niệm Phật giúp cho anh tịnh cái tâm tốt, anh cứ làm đi. Còn cái người kia không có niệm Phật, chứ mà ta trì kinh, ta ngồi suốt giờ ta trì một bộ Pháp Hoa hay bộ Dược Sư, đừng nói ta tu tạp. Người ta cũng ngồi ta trì kinh là mục đích trì kinh là để tâm nó tịnh, thấy không? Nhưng mà tại vì người ta tịnh tâm qua một cái niệm kinh, còn mình tĩnh tâm qua một câu niệm Phật. Rồi bây giờ có người không ngồi tịnh niệm Phật, không tụng kinh, mà người ta lặng lẽ, người ta thiền quán, tâm người ta khởi cái gì người ta biết, nó người ta chỉnh nó liền. Vừa vọng tưởng nó nhảy lên, ví dụ như ngồi đây mà ngồi đây rồi cái thì cái tâm nó nhảy lên thì nó nói không biết mấy giờ hết cái tiệm phở đó, nó đóng cửa luôn 8 giờ. Thì khi mà nó khởi lên như vậy thì người ta tự nói với người ta: ủa, mình ngồi đây mình thiền mà tại sao mình để tô phở nó bận lòng mình. Cái thì người ta buông cái tô phở nó ra, người ta trở về lại với cái lặng lẽ thiền quán hơi thở của người ta.
cách nào cũng mục đích là định cái tâm. Mà thưa đại chúng, khi tâm mà định thì nghiệp chướng không có sanh. Tâm mà loạn thì nghiệp chướng nó mới sanh. Bởi vì tâm mà loạn thì nó bậy là mang khẩu nghiệp. Người ta niệm Phật mà chỉ dám nói là tịnh độ có thiệt không mà ngồi đó niệm. Rồi khi anh mà niệm Phật, anh nói ngồi thiền làm gì, nửa chết không có chỗ đi. Như tôi nè, tôi niệm Phật hoài, tôi có Tây Phương tôi niệm. Còn anh ngồi thiền hoài, nửa chết không có chỗ đi. Rồi cái anh thiền, anh tịnh, nó nhìn cái anh tụng kinh, anh tụng kinh nhiều, nên tu tạp đó, anh biết không? Đó. Cho nên rốt cuộc rồi, lẽ ra pháp tu làm giúp cho tâm mình tịnh, mà rốt cuộc lấy mấy cái pháp cốt để tịnh này trở thành ra loạn động, rồi nói sai, nghĩ sai, tuyên truyền sai, tạo nghiệp, cho nên nó chướng ngại đường tu. Vậy mà ngày nào cũng tụng nghe, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là báo chướng. Phiền não là gì? Khi mình bực bội chuyện gì mình thấy nó không đúng là tự mình phiền. Mà phiền là nhất, ít khi nào phiền để em bụng lắm nha. Phiền phải nói để chứng tỏ mình tu đúng. Phiền là phải nói. Chị thấy cái anh đó tu đúng đúng đó, lại phật tay phải xòe vậy, thấy không? Rồi đứng vậy cái phải nuốt cái hỏi xòe chi vậy? Xòe để xin. Hỏi vuốt gì? Vuốt để vô. Rồi cái anh kia anh lại giải thích lại, anh kia anh giải thích lại, anh nói xòe không đúng, tu là phải bỏ, cho nên tôi đè tốt cái tài xuống. Rốt cuộc rồi cái người mới đi chùa nó rốt cuộc tôi làm gì, tôi tọt tay vô túi cho nó. Bây giờ tôi xè cũng bị la, mà tôi úp cũng bị la, tôi thọt tay vô túi, tôi đứng ngó thôi, tôi khỏi lại phật, tôi khỏi phiền. Rồi tôi lại tôi bị phiền quá, người biểu úp, người biểu ngửa. Rồi rốt cuộc thôi tôi đứng cho tôi khỏi lại đi, cho tôi khỏi bị ai nói nữa. Quý vị thấy không, mình chứa ngại mình mà mình cũng xâm phiền não, mình chứa ngại cho mình. Thưa Pháp Hòa nói như vậy rồi, xin đại chúng hoan nghỉ, quý vị đừng có buồn, là tại vì Pháp Hòa nói cái đó để chúng ta nhận ra, để rồi chúng ta chỉnh sửa, chúng ta tu thôi, chứ không có gì hết trơn á. Bởi vì tu là phải hành. Hành là gì? Hành là cải đổi hành vi. Tu là tu tỉnh hành vi. Cho nên mình nhà Phật dùng cái chữ tu hành. Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái hành vi của mình. Cái nào nó chưa đẹp mình làm cho nó đẹp. Rồi có nhiều khi do cái tâm ganh tị mình tạo nghiệp, nói không có đúng sự thật, hoặc là mình đi tuyên truyền những điều mình không thấy biết, hoặc là thậm chí do cái ganh tị của mình tạo cái nghiệp vô cùng. Tôi mà kể cho đại chúng nghe, ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn có kể một câu chuyện của một người đệ tử. Ngày xưa có một vị thiền sư. Vị thiền sư này rất là giỏi, của thuộc tông Tào Động, một cái thiền phái. Thì trong khi đó có một cái thiền phái thứ hai cũng nổi tiếng, đó là thiền phái Lâm Tế. Thì quý vị biết là thiền phái Lâm Tế là rất nổi tiếng. Linh Chi, thiền phái Lâm Tế nổi tiếng lắm. Mà những vị đệ tử trong thiền phái Lâm Tế phần lớn là những người rất giỏi. Vậy mà sư phụ trong thiền phái Lâm Tế đó gửi hai người đệ tử đi qua cái thiền phái Tào Động để học. Bao nhiêu đó thôi là quý vị thấy cái thâm ý của người xưa. Người ta không có nệ cái tài, mà người ta biết trân trọng cái tài của nhau. Mình là một thiền phái Lâm Tế mà gửi đệ tử qua học với Tào Động. Nếu mà mình bây giờ mình tôi đệ tử của tôi nổi tiếng về, tôi nổi tiếng về, đệ tử tôi phải đi học người kia sao? Dạ thưa không. Người thầy mà thương đệ tử là phải cho đệ tử đi học ở những nơi nào mà nó được mở mang trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình nghe vậy mình phục ngài Tào Động, nhưng mà phục ai hơn? Phục Lâm Tế hơn. Tại Lâm Tế biết bỏ cái ngã, biết bỏ cái ngã, biết thấy cái lớn, cái đại sự là cho đệ tử mình mở mang, cho nên gửi đệ tử mình sang bên nọ để học.
Khi hai người đệ tử sang thiền phái Tào Động học giỏi quá đi, thì ngài Tào Động mới khen và nói rằng trong tương lai hai vị sẽ là người tiếp nối cho tôi. Đó là dẫn hai người đệ tử của Tông Lâm Tế làm cái người tiếp nối cho Tông Tào Động của mình. Hai người đệ tử mới không dám, nói dạ không, sư huynh của con gọi là thị giả của Hòa Thượng đó, thị giả sư huynh Bình, sư huynh giỏi lắm. Thì Hòa Thượng Tông Tào Động mới biết ruột rà đệ tử mình hết, nói không, người này trong tương lai sẽ chết trong miệng cọp. Hòa Thượng nói vậy đó. Thì khi mà Hòa Thượng Tông Tào Động tịch đi rồi, thì hai người đệ tử thuộc Tông Lâm Tế cũng rút về chùa mình và không có nhận cái vấn đề mà ở lại trụ trì cái chùa đó. Thì ai lên? Cái người đệ tử mà hai người hồi nãy khen lên, nhưng mà thật sự Hòa Thượng chê rồi. Và ông mới nói rằng á, sau khi ta chết trong vòng 10 năm không có chuyện gì, sau 10 năm thì Thái Sơn đánh Sơn La, Thái Dương. Thì khi mà ngài Tông Tào Động tịch đi rồi, thì cái người thị giả tên Bình đó lên làm trụ trì và đổi cái tên là Thái Dương. Thái Dương tức là ánh sáng mặt trời đó. Thì ngài sư phụ Tông Tào Động đã thọ kiến trước rồi, tôi chết trong 10 năm sẽ không có chuyện gì hết, sau 10 năm tôi sẽ chết gì Thái Dương. Mà lúc đó không ai biết sau này cái vị này sẽ đổi tên Thái Dương. Thì khi mà Hòa Thượng tịch rồi thì làm cái tháp, xây cái tháp ở trước cửa chùa. Thì cái vị trụ trì tân nhiệm đó lên sống thời gian và thấy rất là bực dưới cái tháp đó, vì nghĩ rằng mình là một vị trụ trì, người ta sẽ biết mình nhiều hơn, mai mốt ít nhất mình cũng chôn ngay chỗ này, chứ giờ để sư phụ mình ở đây ổng cản trở cái sự phát triển của mình. Cho nên kêu đệ tử quật cái mồ của ngài lên, thiêu cốt đem vô tháp thờ chứ không cho dựng nữa. Các đệ tử khác không chịu làm. Ngài hướng người tới đập cái tháp, moi cái mộ lên. Và đặc biệt một điều là khi mở cái tháp ra thì ngài sư phụ của mình đó còn nguyên vẹn không có rã. Ông thấy ông giật mình, ông mới kêu người ta đó châm lửa đốt, không ai dám hết. Thì ngài còn đang ngồi một cách tươi tắn như vậy, ông mới lấy cái dao á, ông chặt mấy nhát thử coi cái xương thịt này nó có bị rã không. Trời ơi, đệ tử thấy bất nhẫn quá, một người đệ tử mà sao có cái thái độ như vậy đối với thầy mình, do cái lòng ganh tị. Thì họ chạy lên họ báo quan. Thì ông quan cũng xuống, ông thấy một người đệ tử mà sống mà không có hiếu thảo như vậy, bực. Ông lột áo ông này ông cho đi luôn rồi, đuổi về đời. Thì cái ông này đi trở về đời thì để tóc, để mặc đồ đời và đổi tên là Hoàng Tú Tài. Tức là một ông Tú Tài tên Hoàng. Thì ổng đi đâu người ta nhận ra thì không có ai tiếp xúc ổng hết. Thì một ngày nọ, ổng đang đi đường thì một con cọp đó, nó vồ ra, nó ăn thịt ông ấy, ông chết. Thì đúng như lời Hòa Thượng Tào Động tuyên bố, tôi chết trong 10 năm không có chuyện gì hết, mà sau này tôi chết với tay Thái Dương. Nghĩa là cái người đệ tử lên ngôi, đổi tên là Thái Dương và lấy dao chặt ngài, môi mộ ngài lớn. Và ngài cũng tuyên bố người đệ tử này sẽ chết trong miệng cọp. Và đúng như vậy, ông này chết trong miệng cọp. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện đó nó nói lên rằng nếu cái lòng ganh tị của mình mà lớn, mà chúng ta thiếu cái sự tu hành, thiếu cái sự kiểm soát, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp và cái quả báo nó đến với mình là như vậy. Thưa đại chúng, cái gì gọi là báo chứng? Báo chứng nghĩa là những cái quả báo nó đến với mình, nó làm chướng ngại đường tu của mình. Có một vị nọ đến nhà bạn chơi, ở một thời gian thì người bạn này á lại gây cảm tình với rất nhiều những người bạn khác, thì những người bạn khác lại thích cái người khách này hơn là cái người chủ. Thì cái người chủ đâm ra ganh. Thì một hôm bạn bè mời hai người tới ăn cơm,
thì cái ông chủ ông không có nói cho ông khách biết, ông điên lên. Tới thì mấy người bạn nói: ủa, tôi mời hai anh tới ăn cơm mà sao anh kia đâu? Thì ông đã nói ông bệnh nó không đi. Nhưng mà thiệt sự là anh có kêu, bởi vì sợ cái tình cảm nó lớn đó. Thì người ta mới nói thôi vậy tôi mời anh vô ăn cơm. Ăn xong cái người ta mới nói: vậy thôi hồi nãy anh nói anh bệnh á, anh không ăn được, thôi anh cho tôi gửi ít thức ăn để đem về cho anh dùng. Ông này cũng nhận, nhưng mà nhận ra tới đầu đường thì dục cái cơm nó vô trong thùng rác. Thì cái quả nó, cái quý vị nhớ là cái phiền não chướng nó tạo ra nghiệp. Nghiệp chướng là hành động, là cái thái độ của mình. Mình đã làm như vậy đó. Rồi sau khi mình dùng thức ăn vô như vậy rồi thì ông này mắc cái quả báo. Cái quả báo là có một kiếp nọ ông trở lại làm người. Nhưng mà đặc biệt là hễ ông xuất hiện trong cái xóm nào thì cái xóm nó đói meo. Thì người ta phát hiện rằng tại làm sao mà xóm này mỗi lần trồng trọt hoa màu rất tốt tự nhiên ông này không dọn vô đâu ở, từ đó chết ngắt hết trơn. Thì bây giờ họ lử thử làm một bài toán là đuổi cái ông này đi thử coi trong làng này nó có sinh khởi chuyện khác không. Thì sau khi đuổi đi rồi thì làng này sống bình thường trở lại. Ông đi qua đâu là bị người ta đuổi tới đó, bị ông đi tới đâu người ta nghèo đói tới đó. Một bữa nọ ông ngồi lang thang ngoài đường này, đói meo, thì ngài Xá Lợi Phất á, đi ngang thấy, thấy ông nàng đói quá tội nghiệp, dẫn về chùa cho đi tu, mong rằng ông ở chùa ông được ăn. Vậy mà sáng ôm mình bác đi khất thực á, mà hễ cái đoàn nào mà có ông đi á là ta cúng 1, 2, 3, 4 tới ổng cái hết rồi ăn. Mà có nhiều ngày đi tới cái đoạn đường đó, đi tới cái đoạn đường đó là không có ai cúng hết. Ngày sau là có thấy cái ông này bị chướng mà gọi là nặng nề quá rồi. Thì cuối cùng quý vị biết không, ổng bệnh. Thì ổng bệnh ổng sắp chết. Thì khi mà ông bệnh sắp chết như vậy thì ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng người đệ tử này cả đời mắc cái nghiệp nghèo đói, không bao giờ trong bụng được no. Thôi bây giờ trước khi nó chết, mình cho nó một miếng cơm nó ăn cho nó no. Mà nói theo người Tàu là gì? Làm má no đỡ hơn làm má đói. Trước khi đem ra xử trảm cũng phải cho nó ăn một bữa. Thì ngài Xá Lợi Phất bưng cái chén cơm xốc đệ tử dậy, chuẩn bị đút cho nó ăn. Cơm vừa tới miệng đứt thở chết. Ngủ muỗng cơm cuối đời cũng không được. Cái quả báo do cái gì? Do cái lòng ganh tị. Thì trong kinh á, kể rất nhiều những câu chuyện nhân quả như vậy. Bây giờ thôi, bây giờ mình nói nhân quả là sao rồi. Bây giờ quý vị cứ nhìn vô cuộc sống hiện tại của mình. Mình ăn hiếp người này, trước sau gì cũng có người ăn hiếp mình. Nó lạ vậy, mình phải có người mình sợ chứ. Cho nên ở đời á, mình thấy người ta nhẹ nhàng thì mình đừng có lớn giọng, cao tiếng mình lấn lướt. Bởi vì cái đó không phải là cái tâm của người tu, mà cái đó không phải là cái thái độ của người tu, mà cái đó cũng không phải là cái oai nghi của người tu. Người tu của mình đó là mình phải nhẹ nhàng, mình phải tế nhị. Người ta có làm lỗi với mình bởi vì người ta chưa hiểu, chứ người ta nếu ta biết ai cũng làm sai. Không, mà ví dụ một người ta mới vô chùa, ta đâu có biết kêu thầy là thầy đâu. Họ gặp mấy thầy: anh nhang để đâu anh? Mình lại mình chỉ mặt tội chết nghe không, thượng tọa nghe không, hoàng thượng nghe không, môn phật người ta đâu có biết. Người ta không biết ta mới như vậy. Ví dụ bây giờ họ cố tình họ chọc tức mình đi, nhưng mình đừng biểu lộ cái giận tức của mình thì mình mới cảm hóa được cái lòng muốn thử thách người ta. Chứ mình sân lên cho ta thấy không? Tôi biết ngay mà. Chỉ cần tôi vô tôi nói vài câu là trong này tôi thiệt tôi giả tôi biết hết trơn. Quý vị có hiểu ý mà nói là Pháp Hòa không có muốn nói cái đó gọi là cái dở của mình, nhưng mà mình nhận cái đó để mình tu.
Nếu mình thật sự mình muốn chỉnh sửa và mình muốn làm cho đạo tràng mình hưng thịnh thì tất cả những người đệ tử phải thay đổi cái cách sống. Mình không thay đổi cách đối xử với nhau thì không thể nào hưng thịnh được. Ngày nào mình cũng tụng nguyện cho đạo tràng hưng thịnh, nguyện cho đạo tràng an hòa, mà mình nói chuyện với nhau không có một câu nào an hòa hết. Nguyện là được, nhưng mà phải làm để cái nguyện đó nó thành tựu. Và mình cứ nhớ vậy nè, cái chuông này á, nó phải nhờ cái dùi này để nó có tiếng. Mặc dù người ta kêu là thỉnh chuông, chuông là chính, cái đó nó chính hơn. Tức là chúng là cái chuông này là cái tiếng chính. Nhưng mà nếu nó không nhờ cái dùi này thì nó không phát ra được cái tiếng. Quý vị thấy được đó. Cho nên á, cái chuông nó nhờ cái dùi, phải không? Nó chuông nó nhờ dùi mà nó phát ra tiếng. Cái dùi này nó cũng sẽ vô dụng đi, người ta sẽ đem nó xuống, ta đâm tiêu, đâm ớt, bởi vì nó không còn cái chuông nữa. Thành thử ra mình sống, người ta gọi là bình hoa, nhưng mà không hề ai ngắm lá. Nhưng mà không có lá, bình hoa thiếu đẹp. Mặc dù lá đó là cái phụ, không ai nói ngắm lá bao giờ, nhưng mà không có lá thì không bao giờ bình hoa nó đẹp. Phải có lá thì lá nó mới đẹp. Mình ăn một tô súp, không bao giờ ai nói ăn tiêu ăn ngò, nhưng phải có cọng ngò của miếng tiêu thì tô súp nó mới đẹp. Ngon là một chuyện, nhưng mà nhìn phải đẹp. Mình múc một cái tô cháo ra, phải dơ cái tô lên nhìn. Nếu nó dính thì mình lấy cái khăn mình lau. Nếu lịch sự thì mình để trên cái dĩa. Nếu bưng cho người ta mình để trong cái mâm. Nếu mình bưng cái tô không mà lỡ hai cái móng tay mình mà nó dính mà nó chưa nó sạch thì người ta nhìn người ta cũng ăn, nhưng mà người ta cũng cho nên nếu mà mình đưa cái tô mà nó có cái mâm thì cái mục đích cái mâm để làm gì, là để mình để cái tô lên mình bưng, thì tội chi mình phải bưng cái kia để cho ta nghĩ ăn. Không, mà nói vậy rồi đại chúng thấy trong cuộc sống cái nắp nó rất là vô nghĩa, nhưng mà nó nhờ cái nắp này nó mới đậy lên cái ly và để gọi từ một cái ly trọn vẹn. Đây là một set, phải không? Nếu mất một cái nắp này rồi thì đi sống với ai đây, phải không? Cho nên người ta mới nói anh chỉ sợ một mai thành chánh giác thì đoạn đường này ai sẽ dẫn em đi. Cần cô đó có được lạc Tây Phương. Mà nếu mà ai cũng thành Phật hết thì mình tu với ai? Cho nên mình phải tu với chúng sanh. Chúng sanh và chúng sanh cần tu với mình, không cần tu với Phật. Ví dụ có một người, người ta bước vô chùa, người ta thấy có ai ở nhà, có xin lỗi có thầy ở nhà không? Tôi có mẹ tôi mới mất ở bệnh viện, ngồi chơi chút đi tôi bệnh niệm Phật. Trời ơi, mẹ người ta mất ở nhà bệnh viện, người ta cần dữ lắm, ngưng niệm Phật đi. Phật không hề buồn, Phật nó gô hét không gô hét. Mình đâu có cần niệm Phật để mà để cho người ta ngồi, người ta nóng ruột, người ta chờ như vậy. Như hồi nãy có bà nói, hồi nãy quý vị lên rồi quý vị hơi ồn, có bà tỉnh này đâu nghe gì đâu. Nhưng mà có bà chỉ cần chở cái dùi này lại, thỉnh một tiếng lên là quý vị nghe cái tiếng nó khác liền. Như vậy thì mặc dù đây là cái tay cầm, nhưng nếu cần thiết tay cầm sẽ trở thành cây dùi. Cuộc sống là nó như vậy, cái nắp là để đậy, nhưng những lúc không có cái gì để hứng một miếng bánh thì cái nắp này sẽ trở thành ra cái gì. Chỉ cần sống mà thấy được như vậy là mình thấy được đạo Phật và mình tu theo đạo Phật.
hết giờ rồi. Phải vỗ tay nó đi quán ô xuống lẹ xuống lẹ. Bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe mỗi những cái chuyện như vậy. Trong 10 cái tùy phiền não, phải không? Trong 10 cái tùy là cái đi theo đó. Nó có phẫn, hận, phú, não, tập, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Để cái gì mà nó chính đó, thì thế nào nó phải có phụ. Ở đời á, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này hết thì cái kia hết. Ví dụ ha, mình mà gắt gỏng với người ta thì thế nào mình cũng thêm một người ghét mình. Còn nếu như mình nhẹ nhàng với mọi người thì mình thêm một người bạn. Bây giờ mình muốn thế nào? Phải không? Cho nên á, có một vị đã dạy chúng ta, điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ: lòng trung kiên muôn thuở còn nên, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Nếu con phải nhận hạ mình để nhận lỗi, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận cái lỗi không phải là mình lỗ, mình nhận cái lỗi để mình có lời. Lời cái gì đã chúng biết không? Lời cái hơi. Bởi vì mình không nhận cho ta cãi, mình dặn lên mình cãi tiếp. Một lát hao hơi tổn sức mà thêm người thù. Bây giờ chỉ cần nhịn cái, dưỡng hơi, niệm Phật. Phải không? Người ta nói mình một câu, ai thì mình thốt ra, mình nói một câu thay mình thốt ra mình, chứ mình nói lại, tự mình đọc một câu kinh nha: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không đậm giữa khen chê. Đọc một câu kinh Pháp Cú đó lên, để mình sám hối nghiệp chướng. Cái hạnh của Đức Phổ Hiền mà trong 10 nguyện mình mỗi nguyện mỗi ngày đó, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối bằng cách nào? Không phải lại Phật, mà là mỗi lần nó khởi sắp sửa tạo nghiệp dừng lại. Thậm chí nói với mình: xuống con, vô trong ngồi đúng không? Rồi mình thấy nó: thầy ơi, cho con kiếm chỗ con ngồi con thở một chút. Thở xong rồi mình tự nói với mình: good girl. Mình nói với mình tên là good boy. Quý vị thương thầy trụ trì, quý vị mua sâm cho thầy uống, cho thầy uống thuốc bổ đủ thứ hết, mà cứ làm cho thầy khổ hoài, phiền não hoài, thầy cũng chết sớm. Khỏi cần thuốc bổ gì hết. Thuốc bổ của một người thầy chính là sự an hòa trong đại chúng. Thuốc bổ của một người thầy là trên thuận dưới hòa. Người Tàu có câu: hòa khí sanh tài. Gia đình nghèo là tại vì gây hoài, mà gây hoài thì sách vỏ đi, vợ đi shopping, chồng đi cosina. Đi cosina tiếng Tàu á là cosina, tiếng Anh là casino. Người Hoa người ta có câu: hòa khí sanh tài. Con của mình á, đừng nghĩ rằng nuôi dưỡng nó bằng cơm áo gạo tiền mà đủ. Hàng ngày những sự hờn giận tức tối của mình chính là những cái nộ khí dưỡng con đó. Rồi mai mốt nó nộ vậy thì nó sao không nóng quá,
ai cho nó cái đó, ai nuôi dưỡng nó cái đó. Mình mình giận nhau rồi mình thốt ra những cái lời không có dễ thương, nó học hết bởi vì nó là tờ giấy trắng. Mình nói cái gì nó viết xuống cái đó, mình nói cái gì nó viết xuống. Mấy chú tiểu ở chùa có quà, ở chùa từ nhỏ, rồi mỗi lần bác quan trai lên truyền giới thì sư ông hay hỏi Phật tử: quý vị có giữ được không? Cái Phật tử với nói: mô Phật, giữ được. Cái thầy sư ông nói: tốt lắm, tốt lắm. Mấy ông về nhà bắt chước y chang, mỗi lần ai làm gì: tốt lắm. Mà thưa đại chúng, là mỗi lần Pháp Hòa mấy chú đứng rửa chén mà giỡn với nhau những cái câu nói như vậy, Pháp Hòa vui vô cùng. Vui là vì sao? Vì thấy anh em, các chú huynh đệ, các chú sống mà có vui vẻ tương, vui vẻ hài hòa với nhau. Vui là vì sao? Vì thấy đệ tử mình nó không có nhiễm những cái tạp, mà nó nhiễm những cái câu nói hàng ngày của các bậc tôn đức. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa Phật học ở Cần Thơ, thì Hòa Thượng trụ trì chùa Phật học, lúc đó Hòa không có biết đắc pháp danh của Ngài đâu, chỉ gọi là Hòa Thượng thôi. 6 giờ chiều lên chùa tụng kinh với Hòa Thượng rồi, tối nào có đám tang là Hòa Thượng dẫn đi theo tụng kinh. Hòa Thượng lam lũ, mặc cái áo tràng vàng nhạt vá đủ chỗ. Mà Hòa Thượng thì Ngài, xin lỗi, Ngài không có cái ngón tay út, cho nên mỗi lần Ngài chắp tay là cái không có ngón tay này. Thì trong bụng Pháp Hòa không có biết, mà nghĩ rằng nếu mình là thầy tu phải chắp tay kiểu vậy. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa đúng gần Hòa Thượng cái Hòa chắp tay Hòa toàn mà. Rồi xong rồi Pháp Hòa thấy Hòa Thượng đứng trước bàn Phật, cái Hòa Thượng thơm nha. Tại vì Ngài lúc đó cũng 80 tuổi rồi, Pháp Hòa nghĩ mình là người tu phải đứng vậy, cho nên về nhà đứng đi chăng. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thấy quý Hòa Thượng làm cái gì là Hòa làm y hệt như vậy. Thấy mấy sư mà quấn y, Pháp Hòa về Hòa lấy mền. Thấy quý sư ôm mình bác, Pháp Hòa lấy miễn dừa khô, Pháp Hòa ôm rồi ăn cơm trong miễn dừa. Thì thứ này chúng là Pháp Hòa nói như vậy là để cho mình biết rằng chúng sanh của mình á, thể mình gần cái gì thì mình sẽ lấy cái đó. Mình gần cái thiện thì nó lấy cái thiện, mình gần cái xấu nó lấy cái xấu. Thế thì chúng ta là những người tu á, đi chùa quang minh. Chữ quang là gì? Quang là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Như vậy thì mặt trời và mặt trăng luôn đêm ngày tỏa ánh sáng, nghĩa là tâm của mình phải tỏa sáng cả ngày đêm. Mà tâm mình mà tỏa sáng cả ngày đêm rồi thì chúng ta tụng cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, chừng đó nó mới quớt. Tâm mình tỏa sáng như vậy, tụng cái bài ngày đêm sáu thời an lành nó mới quớt. Trước khi chúng ta chấm dứt, và kể lại chúng nghe câu chuyện. Có một đêm nọ, cái ổ khóa nó đánh thức cái chìa khóa, nó nói: anh hạnh phúc hơn tôi, anh được đi theo chủ tối ngày. Còn như tôi, chủ cứ móc tôi ở ngay cửa rồi chủ đi cả buổi. Anh là được sướng, anh đi du lịch với chủ chỗ này chỗ kia. Nghe xong thì cái chìa khóa nó cũng phản ứng, nó mới nói: anh biết sao mà tôi sướng? Tại sao anh biết tôi sướng? Anh có biết tôi khổ không? Tôi ở trong cái túi quần của họ. Trời ơi, có bữa nó nóng muốn chết mà tôi không chịu, phải không? Nó hôi, nó ngọt, tôi cũng phải chịu. Mà họ lâu lâu họ bóc ra, họ xài xong họ vô tôi cũng phải chịu. Hai cái không có cái nào nhận mình sướng hết. Thì nó ganh với nhau mà. Thì cuối cùng chiếc chìa khóa nó quyết định một vấn đề là nó phải tự giấu mình nó. Để nghĩ nó nghĩ rằng không có nó thì có ổ khóa này sẽ sống ra làm sao cho biết. Thì một ngày nọ nó giấu nó đi, nó không cho chủ kiếm được nó. Thì ông chủ kiếm hoài, kiếm chìa khóa không ra thì ông bực quá. Ông lấy cây búa, ông đập cái ổ khóa bể. Thì khi mà ông đập xong ổ khóa, ông vô được nhà rồi thì ổ khóa nó hư rồi. Thì ông không thể nào sử dụng được ổ khóa nữa. Thì cái chuyện ông cần làm là vứt cái ổ khóa nó vô cái sọt rác.
Khi vô tới nhà rồi, ông đi trong phòng thì cuối cùng ông mới tìm ra được cái chìa khóa. Ông mới nói cái thằng quỷ, mày nằm đây mà nãy giờ tao kiếm muốn chết, mà bây giờ tao cũng đập cái ổ khóa rồi, tao giữ mày cũng không làm gì được hết, tao cũng tiễn mày lên đường luôn. Dùng cái chìa khóa vô trong cái thùng này, thì cuối cùng ổ khóa và cái chìa khóa gặp nhau trong cái sọt đó. Và hai đứa bắt đầu nằm với nhau, một đứa thì sức cùi gãy gọng, không, một đứa thì còn nguyên mà chẳng xài được gì hết. Nó nói chỉ hai đứa mình thôi nha. Bây giờ hai đứa nằm trong sọt rác, bây giờ nó hiểu ra được một điều: nếu không có chìa khóa thì ổ khóa cũng vô dụng, nếu có ổ khóa mà không có chìa thì ngược lại có chìa mà không có ổ khóa thì cả hai vô dụng. Mình sống là mình tương tức với nhau, mình sống là mình hỗ trợ cho nhau. Ông nhạc sĩ Phạm Duy có một cái bài hát: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Quý vị nhớ bài đó chứ gì? Thì cái chữ mà kẻ thù ta không có phải là người không có nghĩa là ông mắng người ta, ông nói ông cái người đó không phải là người, họ là thú, không phải. Cái nghĩa là kẻ thù của chúng ta không phải là con người, mà kẻ thù của ta nó là gian ác, nó là tham sân vân vân. Nhưng mà đó là nói theo ngôn ngữ thế gian, chứ còn đối với đạo Phật, ngay cả tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình, mà nó là con của mình. Nếu nó dở thì mình phải dạy cho nó giỏi, phải không? Mà nếu mà nó bây giờ mình muốn dạy tham sân si thì phải làm gì? Phải giới định tuệ. Cho nên Đường Tăng đi thỉnh kinh có ba đứa đệ tử: bát giới là tham, ngộ không là sân, ngộ tịnh là si. Ba người đệ tử đó là tượng trưng cho tham sân si. Đường Tăng là con người thường nhật của mình đây nè. Và chính trong con người thường nhật này có đầy đủ ba đứa đệ tử tham sân si. Mình đi thỉnh kinh nghĩa là mình có ước nguyện muốn trở về với cõi lành cõi tịnh, mà đi cõi lành cõi tịnh thì cũng phải giác ba đứa nó theo. Không có ba đứa nó thì nó không có phò mình tới Tây Phương Cực Lạc được. Mà muốn chuyển nó thì phải có giới. Cho nên cái dòng Kim Cô trồng lên Ngộ Không, không phải có giới, bát giới để bớt tham, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tiền, tham địa vị. Còn cái anh si á, anh không có nói gì hết trơn á, anh im lặng, anh hút đoạn đường. Si là gì? Là mê lầm. Chính cái mê lầm cho nên chúng ta ôm trong lòng mãi. Mà nếu chúng ta hết mê lầm thì chúng ta buông cái gánh nó xuống. Như vậy thưa đại chúng, cái câu chuyện trong Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Không có thật. Nhưng mà người ta dựng lên ba con người, ba nhân vật: con heo, con khỉ và một con người lạ quỳ ở trong đó, phải không? Tượng trưng cho tham sân si. Mà tham sân si nó là của mình chứ không có ai hết. Cho nên thế gian người ta nhìn tham sân si là kẻ thù. Nhưng mà đối với người đạo Phật, một người Phật tử, tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình, mà nó chính là những đứa con của mình. Mình cần phải chuyển nó. Mà khi chuyển nó được rồi thì tới Cực Lạc Tây Phương. Cho nên chìa khóa không thể sống một mình. Chìa khóa đâu có sử dụng được cái gì nếu ổ khóa đã đi rồi, phải không? Ổ khóa không làm được gì. Còn nếu mà ổ khóa cứng nhắc, ta không cần đi, thì rốt cuộc người ta sẽ đập nó đi. Còn nếu như nó chịu khó, nó cho cái chìa khóa sử dụng, thì mãi mãi nó cứ ra vô và nó sống thảnh thơi như vậy. Câu chuyện này để nói với tất cả chúng ta, đạo Phật có một danh từ là tương tức, có nghĩa là chúng ta phải tương trợ với nhau mà sống. Như nãy Pháp Hòa nói giữa lá với hoa, phải không? Như là mình nói trà với nước nóng, lá trà không thể ra nước trà nếu không có nước sôi, nước sôi cũng chỉ là nước sôi nếu không có lá trà. Như vậy thì quý vị kiểm hết trong cuộc sống này, Đức Phật không có Đề Bà Đạt Đa thì Ngài không có thành tựu được đạo quả.
250 giới của chư tỳ kheo, các thầy ngày nay thọ, nếu không có luật quần tỳ kheo, tức là 6 người, 6 vị thầy đệ tử của Đức Phật mà chuyên môn quậy phá vào thời Phật, thì sẽ không có 250 giới này. Cho nên 250 giới ngày nay quý thầy có để thúc liễm thân tâm mình, cũng phải nhờ 6 thầy đó hy sinh, bị người ta mắng, bị người ta chê, để làm những hạnh của Bồ Tát. Trên lịch sử, 6 vị đó có thật sống mà tu mà rất dở, luôn luôn làm những điều sai quấy trong tăng chúng. Nhưng ở với cặp mắt đại thừa Bồ Tát, chúng ta nhìn 6 người đó là 6 người tạo ra một cái công, một cái nguyên do để Đức Phật chế giới, thúc liễm cho người tu chúng ta ngày. Thôi thì tối hôm nay chúng ta gặp nhau cũng không nói gì cao xa, mà chúng ta gặp nhau để nói những cái thật gần và rất thật. Cái thật gần đó là gì? Chúng ta không quên, chúng ta có 10 đứa con. 10 đứa con là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới, cấm thủ. Và chúng ta cũng không quên, chúng ta có 10 đứa cháu. Con của mấy người đó, đó là phẫn, hận, phú, não, tật. Tật là tật đố. Tối hôm nay mình nói một đứa thôi. Nói một đứa mà hết mũi rồi. Thì quý vị cứ nghĩ một đứa mà nãy giờ Pháp Hòa trình bày, thì mình kiểm lại mình coi, lâu nay mấy chục năm nó theo mình, nó là cháu mà nó quậy mình không? Có không? Thì mình tu là mình nhận ra nó, để mình khuyên nó thôi. Phải không? Trâu hỡi trâu, đừng ăn lúa mạ, dù bên bờ ruộng lúa có xanh tươi. Tâm mình là con trâu, luôn luôn chăn nó, đừng để nó xanh nhảy qua những cái bờ ruộng của người khác. Đến khi nào nó thuần thuộc trong tay mình rồi, chừng đó mình là một chú mục đồng, ngồi thổi sáo nghiêu ngao trên lưng con trâu mà không sợ nó đi lạc. Còn bây giờ chúng ta chưa phải, thì phải chăn nó hoài. Chúng ta bây giờ là hơi thở để thổi cái kèn không bao giờ dứt, vì kèn không thể phát ra tiếng. Kiểm soát tâm ý luôn luôn, mà một cái tâm mà gọi là dở trong này gọi là gì? Là ganh tị. Thôi thì bây giờ muốn đừng ganh tị phải làm gì? Phải tùy hỷ. Thấy ai làm cái gì tốt, thiện, vui, mình sẽ thấy khác liền. Này, vui làm sao? Anh có thấy rằng lâu nay anh ganh mà được gì không? Không được gì hết không? Giờ đổi lại, thử cách khác đi. Bây giờ thấy ai được, hoan hỷ, vui mừng cho người ta. Tại sao mình không thử? Mình nếm miếng tương mặn quá, sao không thử miếng khác? Tương mặn vắt miếng chanh, nó dịu. Ăn ngán quá, thêm miếng ớt. Cuộc sống là do mình thêm bớt. Thể thêm chút thì nó ngon, giảm chút thì nó ngon, thế thôi. Thì như vậy thì thưa đại chúng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đưa một cái ví dụ. Một ngọn đèn chính, ngàn ngọn đèn tới mồi, có vì một ngàn ngọn đèn tới mồi mà cái ngọn đèn chính nó lu mờ không? Không. Đức Phật nói cũng như thế. Cái người chánh nhân làm phước, mình không có khả năng làm phước, tùy hỷ theo cái phước của họ đi. Phước mình bằng với họ có khả. Bởi vì sao? Họ có của họ cho, họ có phước. Mình có tấm lòng vui theo, mình sanh cái đức. Cái đức của mình là cái đức gì? Cái đức của mình là cái đức hoan hỷ, chứ không phải là cái đức ganh tị. Ganh tị không có đức, chỉ có thêm tội thôi. Tại vì mình ganh tị thì mình không làm được những cái làm thiện, mà không làm thiện thì nó chướng ngại mình. Mà mình phá được cái đó thì tự nhiên công đức mình nó sanh. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa nhớ không? Có một phẩm tên gì? Tùy hỷ công đức. Mà trong 10 hạnh của Hổ Hiền, câu thứ mấy gọi là cửu cái gì đó? Lục giả, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ. Trong 10 hạnh của Phổ Hiền. Như vậy thì chúng ta tụng kinh nào chúng ta cũng tụng, phải làm sao cho cái kinh đó nó trở thành ra một bài kinh màu nhiệm, chứ không phải tụng kinh riết ta gặp mình tôi tụng gặp tôi tụng kinh gì tụng kinh mà kinh sợ, phải không? Thôi thì đó là những điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay.
ganh tị và tùy hỷ. Chúc đại chúng có một đêm an lành. Thưa đại chúng, là trong quá trình chia sẻ với đại chúng, nếu có quà có điều gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ ra cho. Và rất cảm ơn đại chúng đã cho có quà cơ hội được về đây thăm quý vị và chia sẻ những viên câu điều trong Phật Pháp. Và trước khi chúng ta bước sang những cái tiết mục kế tiếp thì chúng ta phải kết thúc cái tiết mục này. Mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay để cùng nhau hát bài hồi hướng. Nguyện